Xin chào tất cả các bác, các anh chị em đam mê câu cá. Hiện tại bên mình đang có khá nhiều mẫu cần tầm trung dưới 4,5 triệu, có cái từ 2 triệu cho đến 4,5 triệu. Là có rất nhiều mẫu. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Đa phần là cần CX và cần BX. Các mẫu phổ thông trên thị trường, và đa phần hàng này là hàng của mình, là toàn bộ là hàng chính hãng các bác nhá. Đấy, bên mình là những cái hàng đa phần hàng chính hãng, còn cái hàng liên doanh riêng lâu lắm rồi mình không nhập rồi, chủ yếu là mình cung cấp cho anh em là toàn hàng chính hãng thôi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhá. Số điện thoại mình để dưới video này, địa chỉ mình cũng để dưới video các bác nhá, để dưới video nhá, cái phần mô tả ấy. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Thì ở đây các bạn nhìn thấy hôm nay mình có 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây cần. Đây là 12 mẫu cần rơi từ 2 triệu cho đến 4,5 triệu, hàng chính hãng bên mình đang cung cấp ra thị trường. Đấy, cây thứ nhất đây. Cây thứ nhất thì mình có giới thiệu nhiều rồi. Dòng này là dòng Tika Kando. Đấy, Tika Kando đỏ. Đấy. Tika Kando đỏ. Bên mình duy nhất còn một cây nữa thôi. Độ cứng 30, dài 450. Đấy, Tika Kando đỏ anh em nhá. Bên mình còn một cây nữa thôi nhá, một cây duy nhất thôi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhá. Bên mình thì còn một cây thôi nhá, thông báo các bác là rõ ràng là còn một cây thôi. Đấy, Tika Kando đỏ. Anh em nào ưa thích đánh đầu cần, đánh bềnh hoặc là đánh không quá xa thì chơi những con này rất ok. Đấy, Pat Fuji, Khoen Fuji. Em mày giá là 2,2 triệu các bác nhá. Giá là 2,2 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Dòng Tika huyền thoại mà. Đấy, Kando Tika đỏ. Em thứ hai này là em Prosup 7 màu 425 CX. Em này đã được hạ pad. Em này đã hạ pad này. Giá còn cực kỳ mềm luôn, 4,2 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Đấy, giá giờ nó quá mềm rồi. Giá có 4,2 triệu thôi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Đấy. Giá em nó là 4,2 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Đấy. Prosup 7 màu 405 CX. Giá 4,2 triệu nhá. Tiếp theo là mình có cây Super Spin Joy 405 BX, sản xuất tại Made in China. Đây là hàng chính hãng em nhá, chứ không phải cái loại Spin Joy mà trên thị trường đang bán đấy. Đấy là Spin Joy nhái, Spin Joy giả đây này. Spin Joy chính hãng này anh em này, pad của nó là Japan pad này, LS7. Đấy. Đây. Đây mình cho anh em xem này. Đây là hàng chính hãng này. Hàng Spin Joy này lâu lắm nó là ngừng sản xuất rồi anh em ạ. Đấy. Đấy. Hàng chính hãng đây này, chỉ có hàng bãi thôi. Định vị khoen này anh em này. Khoen Fuji hết, định vị khoen này. Đấy, định vị khoen này. Đấy, hàng chính hãng đấy. Xoắn tít nừ luôn. Dòng này thì làm xoắn này. Xoắn nổi luôn anh em ạ. Đấy. Nó làm xoắn nổi rõ nhất ở ngọn, ngọn nó làm xoắn nổi rõ nhất. Đấy. Đấy. Còn các giống sau nó làm xoắn chìm dần anh em này, cứ chìm dần. Đến khúc cuối là gần như là xoắn chìm luôn. À, làm xoắn chìm dần. Có mỗi khúc ngọn này nó làm xoắn nổi nhất, nổi rõ một mồm luôn. Hiện tại bên mình là có 3 cây này nhá. Hiện tại chỉ có 3 cây thôi. Hàng này là hàng đã qua sử dụng, chứ không có hàng mới đâu. Spin Joy này hàng chính hãng, không có hàng mới anh em nhá.
Hàng mới thì chỉ có hàng tàu nhái thôi. Hàng tàu nhái thì mình bán cho anh em đấy. Mình bán cái dòng đấy có 1 triệu 450 nghìn đấy, giá chỉ có hơn triệu bạc thôi. Còn đây là cây này là hàng chính hãng, giá là 2,5 triệu anh em nha. Super Shimano Super Spinjoy, Shimano Super Spinjoy 405BX, hàng chính hãng, giá 2,5 triệu thôi nha. Và hiện tại bên mình có 3 cây. Có 3 cây này. Cây thứ hai này cũng là Super Spinjoy 405CX này. Cây thứ ba này này. Cây này thì cái phần miếng cao su đít của nó thì nó bị mòn. Đây này. Nó bị mòn. Thế là mình đã thay bằng một miếng khác của dòng cần 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 Shimano. Đây, có con Subider này. Thay miếng đệm cao su đi của đít của con Subider này. Đấy, thay vào đây. Nó chả ảnh hưởng gì đâu anh em ạ. Đấy. Thay miếng đệm của con dòng cần cao hơn vào. Giá ba em Spinjoy này thì mình nói rồi nhá. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhá. Hàng chính hãng. Đấy, Shimano Sub Spinjoy 405BX, giá 2,5 triệu một em. Bạn nào thích lấy em nào thì lấy nhá, có ba em thôi. Không có nhiều đâu. Đấy, part thì đều là part Japan part S7. Tiếp tục bên này thì mình có ba cây tiếp theo. Ba cây Shimano Submitter FV425CX, CT. Maji Indonesia. Giá là 3,6 triệu một em nhá. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ. Giá là 3,6 triệu một em. Shimano Submitter FV425CX, Made in Indonesia. Giá là 3,6 triệu một em. Hiện tại mình có 3 em nhá. Pat Fuji, Quen Fuji. Đây là có 3 cây. 3 cây CX425. Giá là 3,6 triệu. Đấy. Còn ở đây thì mình có một cây Submitter FV360 FXT Made in Indonesia. Em này có giá 3,1 triệu anh em nha. 3,1 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Submitter FV360 FX Made in Indonesia. 3,1 triệu. Bên này thì mình có một cây ba khúc này, hàng của Daiwa. Daiwa HX này. Powercat 30425. Powercat 30425 anh em này nhỉ. Đấy, sản xuất tại Korean. Đấy, Marine Korean. Cái này có giá là 3,7 triệu anh em nhá. Có giá là 3,7 triệu. Pat Fuji. Đấy. Giá của em nó là 3,7 triệu nha. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ. Độ cứng 30 425, quên là 445 425 bác nhá, chứ không phải 405. Độ cứng 30 425. Đấy. BX của cần 3 khúc tương CX 30 là CX của cần 3 khúc tương đương với BX của cần rút, nhưng nó lẩy hơn cần rút nhiều. Giá của nó 3,7 triệu nha. Đây, T30 425G, sản xuất tại Made in Korea. Giá là 3,7 triệu nha. 3,7 triệu. Cần nêu gồm có 5 khoen. Đây là khúc thứ nhất nha, khúc thứ hai này. Đây, có một khoen là sập này. Khoen Fuji hết anh em nha. Khoen Fuji hết. Giá 3,7 triệu. 5 khoen thì có 4 khoen, 1 khoen gập, 3 khoen ca, 3 khoen 3 chân, quyền ở khoen ca, 3 khoen 3 chân. Đấy, với lại một đầu bu khá là to. T30
425 giá 3,7 triệu. Ngoài ra thì mình vẫn còn một ít cần Prisup chữ đỏ, Daiwa Prisup chữ đỏ T33425 giá là 3,4 triệu anh em nhá. Đấy, giá đang niêm yết 3,4 triệu. T33425 Prisup chữ đỏ, Daiwa nguyên hộp mới cứng cựa luôn, giá là 3,4 triệu nhá. Ngoài ra thì thấp hơn một chút nữa thì anh em có các bác có thể quan tâm tới dòng Daiwa Prisup 4T33425 chữ đen. Đấy, Prisup T33425 chữ đen giá là 2,4 triệu nhá. Hàng Daiwa. Đấy. Đây là các mẫu cần từ 4,5 triệu đổ lại ở bên mình đang có. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình gấp nha. Cần B và cần C. Đấy. Bác không chỉ một cây thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại mình để dưới video này. Địa chỉ mình để dưới video nha. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Đây là hàng của bạn Trần Dũng Hưng ở thành phố Hải Phòng, sẽ gửi xe ô tô thành phố Hải Phòng nha. Máy Shimano. Đây là những đơn hàng sẽ gửi đi trong ngày 19 tháng 4. Đây là của bạn Vũ Văn Tiến ở tỉnh Yên Bái. Tiếp theo là bạn Võ Hữu Nghĩa, thành phố Đà Nẵng. Còn đây là hàng của bạn Lê Văn Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là hàng của bạn Long ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Đây là hàng của bạn Lê Văn Sơn, thành phố Hà Nội. Đây vẫn là hàng của bạn Vũ Văn Tiến, tỉnh Yên Bái. Còn đây là hàng của bạn Hiệp ở tỉnh Lạng Sơn.